chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thế lực của Tô Lâm tại Bộ Công an vẫn chưa yên, mạnh nhưng hở sườn. Cái chết của ông Trần Đại Quang đang là một nghi vấn rất lớn. Trần Quốc Tỏ, em trai của ông Trần Đại Quang, chắc chắn sẽ biết nguyên nhân anh trai mình bị chết một cách bất ngờ như thế nào. Khi ông Tô Lâm lên chiếc ghế Chủ tịch nước thì có lẽ cũng nhìn thấy hình ảnh ông Trần Đại Quang trong con người của ông. Vì vậy, ông đã không dám bước tiếp. Ông Trần Quốc Tỏ đang là nhân vật thứ hai trong Bộ Công an. Cứ mỗi lần ông Tô Lâm đi vắng thì ông Trần Quốc Tỏ sẽ điều hành công việc của Bộ Công an. Theo thông tin Thời báo.de được biết, mỗi lần ông Tô Lâm đi ra nước ngoài hoặc đi hoạt động ở các vùng khác, cách điều hành của ông Trần Quốc Tỏ khác hoàn toàn. Nhiều lần ông Tô Lâm trở lại công việc, ông vừa bực vừa lo. Lo vì sợ bàn tay của Trần Quốc Tỏ thọc quá sâu vào công tác chỉ đạo sẽ làm giảm uy quyền của Tô Lâm. Một cán bộ công an cấp cao đã giấu tên cho biết như vậy. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Ông Trần Quốc Tỏ rất khôn ngoan. Ông Tỏ thế chưa mạnh nên ông vẫn rất hợp tác với cấp trưởng. Tuy nhiên, cứ mỗi lần có cơ hội là ông Tỏ lại gây ảnh hưởng. Hiện nay, uy tín của ông Trần Quốc Tỏ trong Bộ Công an chỉ đứng sau ông Tô Lâm. Nếu ông Tô Lâm mà ngồi với chiếc ghế Chủ tịch nước thì cơ hội để lại cho ông Tỏ rất lớn. Khả năng rất cao là ông Tỏ sẽ là Bộ trưởng và được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị như điều sắp diễn ra với ông Trần Lưu Quang hiện nay. Ông Tô Lâm khi là Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an là phó của ông Trần Đại Quang, nhưng ông không phỏ ông Trần Đại Quang mà lại đi phỏ ông Nguyễn Phú Trọng. Và Bộ Công an hiện nay vẫn như thế, Trần Quốc Tỏ không phỏ Tô Lâm mà Tỏ đang phỏ thế lực khác. Cấp phó thân cận của Tô Lâm hiện nay là ông Lương Tam Quang, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Lương Tam Quang dù được ông Tô Lâm đỡ đầu, nhưng những người cánh ruột đánh giá ông Lương Tam Quang vẫn chưa mạnh bằng ông Trần Quốc Tỏ. Cũng là những người trong cuộc đánh giá với Thời báo.de, nếu ông Tô Lâm rời khỏi Bộ Công an, nguy hiểm chưa hẳn gì đã đến từ người ngoài ngành, mà có khi nguy hiểm đến từ những người ngay ở trong ngành. Bộ Công an hiện nay chia năm xẻ bảy các phe phái rất nghiêm trọng. Nếu ông Tô Lâm rời khỏi Bộ Công an mà Lương Tam Quang không chám vào ghế Bộ trưởng được, thì Tô Lâm vẫn không an toàn. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Tỏ, em trai của ông Trần Đại Quang. Sự từ chối chiếc ghế Chủ tịch nước có phần không nhỏ bởi ông Tô Lâm không kiểm soát hết Bộ Công an. Ngay trong những đồng chí cùng ngành, ông Tô Lâm cũng đã lắm kẻ thù, chứ đừng nói gì những người ngoài ngành công an. Nếu nói ông Nguyễn Phú Trọng là trùm của trùm trong Đảng Cộng sản Việt Nam, thì trong Bộ Công an, ông Tô Lâm không có vị thế vững chắc như thế. Ông Tô Lâm được đánh giá là người có tham vọng chính trị rất lớn. Ông muốn được thưởng suất đặc biệt sau năm 2026, nhưng vẫn không dám lèm liều rời khỏi Bộ Công an. Nếu làm Bộ trưởng, ông Tô Lâm có thể sống đến năm 2026 và hơn nữa, sau đó chỉ mất quyền lực thôi, nhưng ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước thì e là khó ngồi đến hết nhiệm kỳ cho được. Đây là hình ảnh ông Lương Tam Quang, cánh tay phải của ông Tô Lâm. Cơ hội đến với Trần Quốc Tỏ rất gần khi ông Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa. Tuy nhiên, cơ hội lại qua đi khi ông Tô Lâm quyết định sẽ ở lại Bộ Công an cho đến hết nhiệm kỳ. Có lẽ ông Tô Lâm cũng hiểu, hiện nay thế lực của ông trong Bộ Công an là mạnh nhất, nhưng không mạnh tuyệt đối. Thế lực của ông Tô Lâm vẫn còn đang hở sườn, kẻ hở chính là vị trí Lương Tam Quang. Cho đến nay, ông Lương Tam Quang vẫn chưa thể nào đủ mạnh để hất Trần Quốc Tỏ sang một bên và ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng để cho ông Tô Lâm có thể an tâm. Vì ngay trong Bộ Công an có đối thủ lớn, nên đó cũng là lý do ông Tô Lâm không dám rời tổ kén để xây dựng sự nghiệp chính trị sau tuổi 55, sau tuổi 65. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Thế lực của Tô Lâm tại Bộ Công an vẫn chưa yên, mạnh nhưng hở sườn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.
Vov.vn.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dân đánh đu với tử thần, Đào Hồng Lan vẫn bình chân như vậy. Trước khi hết thuốc, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Chợ Giấy, Bệnh viện Bạch Mai đã kêu gào trên truyền thông. Họ kêu gào như thế không ngoài mục đích là để bà Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phải có ngay biện pháp tháo gỡ. Tuy nhiên, bà Bộ trưởng này vẫn cứ ung dung đi dự hết buổi lễ này đến buổi lễ khác, mặc cho sức khỏe và tính mạng nhân dân. Sinh mạng của người dân là quan trọng nhất, nhưng trong mắt bà Bộ trưởng này thì không bằng các buổi lễ vô bổ. Và thời hạn vào ngày 1 tháng 3 cũng đã đến, ngày này Bệnh viện Việt Đức đã ngừng mổ phiên và dành vật tư cho các ca mổ cấp cứu bệnh nhân nguy kịch. Các bác sĩ bận rộn trong công tác tư tưởng cho bệnh nhân phải hoãn mổ. Có thể nói trong ngày này rất nhiều cảnh đau lòng đã diễn ra tại bệnh viện. Người dân rên la thảm thiết vì không được chữa bệnh. Đây là hình ảnh cảnh ùn ứ bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức. Cạn thuốc thì thầy thuốc cũng đành bất lực. Những câu hỏi như bác sĩ ơi, bố cháu đau quá rồi, chờ lâu quá rồi. Nhưng mà nhà cháu vay mượn mãi mới đủ tiền, giờ lại phải hoãn hả bác? Rồi thì để lâu thế có sao không bác? Cũng khiến cho các bác sĩ thắt lòng nhưng không biết làm gì cho được. Giáo sư tiến sĩ Trần Đình Giang, giám đốc Bệnh viện Việt Đức phát biểu trên báo chí rằng dù biết người bệnh quá thiệt thòi khi phải hoãn mổ, nhưng bác sĩ không thể tay không bắt giặc, không có vật tư hóa chất, không thể phẫu thuật bằng mồm. Bệnh viện hiện đang nỗ lực cầu cứu Bộ Y tế để triển khai đấu thầu mua sắm vật tư, tiêu hao hóa chất v.v. Nếu việc mua vật tư diễn ra thuận lợi và nhanh chóng thì sớm nhất cũng phải khoảng một tháng nữa các hoạt động phẫu thuật của bệnh viện mới có thể trở lại bình thường. Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Trì, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện này cũng đối mặt với những khó khăn chung của ngành y tế sau đại dịch COVID-19, nhất là vấn đề thiếu dụng cụ máy móc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc. Đây là hình ảnh hiện nay ai được lên lịch mổ tại Bệnh viện Việt Đức được xem là trúng số. Chúng tôi đã gặp những khó khăn như vậy và với mong muốn là chăm sóc tốt hơn cho người dân, Bệnh viện Bạch Mai luôn tìm ra những cách để đáp ứng được nhu cầu của người dân. Mặc dù là hết sức khó khăn nhưng vẫn phải cố gắng cao nhất để đảm bảo cho người bệnh được khám và điều trị ở mức độ tốt nhất như có thể. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Trì đã chia sẻ như vậy. Ngày 25 tháng 2, bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế đã phát biểu một cách vô cảm rằng tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị, vật tư y tế có nguyên nhân do tâm lý lo lắng đối với đội ngũ làm công tác đấu thầu, đặc biệt là bác sĩ không có chuyên môn về tài chính nên bị gây ách tắc và chậm trễ. Thay vì đổ lỗi, bà ta sắn tay vào làm ngay các thủ tục rườm rà phức tạp để giải quyết gấp rút vấn đề thiếu thuốc cho bệnh viện. Thì nay người dân đâu phải nằm quằn quại trên giường bệnh đến như thế này. Ngay những ngày qua, Đảng Cộng sản Việt Nam lại tụ họp để bầu bán mang tính hình thức đối với chức vụ chủ tịch nước mà ai cũng biết từ lâu. Cả Trung ương Đảng về đấy để diễu trò biểu quyết, trong khi đó thì dân tình khốn khổ, vật vã, đang phải chiến đấu với tử thần chỉ vì sự tắc trách của bà Bộ trưởng Bộ Y tế, của Chính phủ và của Đảng. Đây là hình ảnh ngành y tế nguy cấp, bà Bộ trưởng vẫn bình chân như vậy. Tiền thế của nhân dân cần phải trả lại cho nhân dân. Người dân đóng thuế để Đảng có tiền hoạt động, để nhà nước có tiền hoạt động. Tại sao Trung ương Đảng lại chi cho Bộ Công an cho đến 5,2 tỷ đô la, mà chi cho Bộ Y tế chỉ vẹn vẹn có 311 triệu đô la mà thôi? Bộ Y tế hiện nay như một đống rác, ngân sách thì còm cõi, luật lệ thì rối rắm. Bộ trưởng là người không biết gì về ngành y. Đấy là cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã chăm lo cho nhân dân sao? Việc chọn bà Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng Bộ Y tế cho thấy Đảng Cộng sản đã chọn sai người. Tuy nhiên, họ vẫn cho rằng Đảng luôn vĩ đại, luôn sáng suốt. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có chọn lại người thay thế bà Đào Hồng Lan hay không? Hay là cứ để bà Bộ trưởng này làm cho hàng loạt bệnh nhân trên khắp cả nước phải mất mạng vì y tế yếu kém, và khi đó ông mới xem xét lại đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d với bản tin Dân đánh đu với tử thần, Đào Hồng Lan vẫn bình chân như vậy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de